Rồi, hello anh em nha. Mình có về lẻ thừa được, còn dư lẻ thừa mười mấy miếng lóc bơm nhớt 110 bơm nhớt rời của Nai Mã Lai nha anh em. Đó, tình trạng là lóc mới, lóc này rất là dày nha. Anh em xài rất là nhiều rồi. Đây là lóc bơm nhớt rời của nằm trong cái lóc Nai mà của Mã Lai, lóc đồ chơi nha anh em. Thì mình còn lẻ mười mấy miếng nè, chỉ lóc bơm nhớt vậy thôi. Mình bán cho anh em giá chỉ 400.000 miếng thôi nha anh em. Đó. Anh em thấy không, cái lóc này chỗ phần mà chốt đạp nè, đổ dày nha. Đó, lóc này lóc dày nha anh em. Và lóc này là lóc đồ chơi, lóc Mã Lai, lóc Nai Mã Lai 110. Buồn dên là đường kính tới 104 luôn nha anh em. Đó, lóc rất là dày. Anh em về gắn được cho tất cả các dòng xe nha. Đó. Anh em cần thì cứ alo mình ha. Mình cái này có nhiều anh em hỏi mà lúc trước mình không có lẻ nên là mình chỉ bán theo cặp. Đó, còn anh em nào muốn mua lóc Nai mà nguyên cặp về mình có bán luôn nha anh em. Giá thì lóc Nai nguyên cặp mình bán là 850 cặp nha.